nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc em Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2 trên 256 Chapel Road, New South Wales 2200. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Vietface TV, tình trạng lây nhiễm với chủng Omicron tại Úc ngày hôm nay đã trên mức 60.000 ca, trong khi chính giới và các cơ quan truyền thông tiếp tục bàn luận sôi nổi về vấn đề tài trợ cho bộ thử nghiệm nhanh RAT. Đây có vẻ là một vấn đề quan trọng về phương diện chính trị, nhưng RAT không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến mức độ lây lan của dịch bệnh. Tại Việt Nam, tình trạng dịch bệnh vẫn tiếp tục phức tạp và Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu về số ca nhiễm với trên 2.000 ca nhiễm mỗi ngày và sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2022. Tình hình đại dịch tại New South Wales, số ca nhiễm đã vượt xa mức dự phóng của Bộ trưởng Y tế. Tiểu bang New South Wales ngày hôm nay đã ghi nhận thêm 35.054 ca nhiễm mới sau khi đã có 108.844 người thử nghiệm, tương đương với 33% dân số nhiễm bệnh. Đây là một nhân số vượt rất xa phỏng đoán của Bộ trưởng Y tế Brett Hazard là New South Wales sẽ có 25.000 ca nhiễm vào cuối tháng 1 của năm 2022. Ngoài sự gia tăng đáng kể về số ca dương tính, thì số bệnh nhân nằm bệnh viện ngày hôm nay cũng đã tăng hơn 10%, tức là từ 1.344 người ngày hôm qua đã tăng lên thành 1.491 người ngày hôm nay. Và tất nhiên là khi số bệnh nhân nằm bệnh viện gia tăng, thì số người tại ICU cũng gia tăng từ 105 người lên thành 119 người. Sáng nay, hàng triệu cư dân tại New South Wales cũng đã nhận được tin nhắn từ Bộ Y tế về những thay đổi trong việc thử nghiệm. Theo đó, Bộ Y tế đã khuyên cư dân là chỉ nên đi thử nghiệm PCR khi nào có triệu chứng hoặc được yêu cầu từ nhân viên y tế. Ngoài ra, với những ai chỉ nghi ngờ mình bị dương tính mà không có triệu chứng gì thì nên sử dụng bộ thử nghiệm nhanh RAT tại nhà. Lý do là vì ngoài sự khan hiếm về các bộ thử nghiệm nhanh RAT thì hiện nay các bộ thử nghiệm PCR cũng đã rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Và đó cũng là lý do vì sao mà 28 địa điểm thử nghiệm PCR tại New South Wales đã phải đóng cửa ngày hôm qua. Ngoài ra, New South Wales cũng đang trong tình trạng thiếu hụt viên chức phục vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Việc thiếu hụt nhân viên này đã ảnh hưởng đến hoạt động của các trung tâm thử nghiệm và nhiều trung tâm thử nghiệm là của tư nhân nên họ đã đóng cửa để nghỉ lễ hoặc vì quá tải. Nhắc lại là vào thời kỳ cao điểm trong thời gian phong tỏa, tức là vào giữa tháng 9 năm 2021, số người nằm bệnh viện tại New South Wales là 1.266 người, tức là thấp hơn so với số người 1.491 của ngày hôm nay. Đây là yếu tố mà Thủ tướng Morrison cũng như Thủ hiến Perrottet quan tâm, vì nếu con số này gia tăng có thể làm hệ thống bệnh viện bị quá tải. Nhắc lại là Bộ trưởng Y tế Brett Hazard đã từng dự phóng là New South Wales sẽ đạt mức 25.000 ca nhiễm một ngày, và dự phóng này nay đã trở thành sự thật. Tuy nhiên, con số 25.000 này sẽ sớm trở thành 50.000 và thậm chí là 100.000 ca nhiễm mỗi ngày chỉ trong vài ngày sắp tới. Trong khi đó, thì Thủ Hiến Perote tiếp tục xác quyết là hệ thống y tế tại New South Wales có đủ khả năng để đối phó với sự lây lan dịch bệnh hiện nay. Một điều mà các bác sĩ coi là không phản ánh đúng thực tế và Thủ Hiến Perote đang sống trong ảo tưởng. Tình hình đại dịch tại Victoria Số ca nhiễm đã gia tăng gấp đôi sau 48 tiếng đồng hồ. Không khác gì tình trạng tại New South Wales, Victoria cũng đã có kỷ lục mới là 17.636 ca nhiễm và 11 người tử vong, sau khi đã có 59.682 người thử nghiệm và đây là một chỉ số tương đương 30% dân chúng Victoria bị nhiễm dương tính, trong khi tổng số người tử vong vì Covid-19 tại Victoria trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này đã lên mức 731 người. Số người nằm bệnh viện là 591 người, tức là đã có thêm 75 người chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ so với 516 người ngày hôm qua. Trong số này có 53 người đang chữa trị tại ICU và 20 người đang sử dụng máy trợ thở. Với sự gia tăng về số ca dương tính nên ngày hôm qua, hệ thống xe cứu thương tại Victoria cũng đã rơi vào tình trạng quá tải và được đặt trong tình trạng báo động đỏ sau khi có hàng chục ngàn cú điện thoại yêu cầu được cấp cứu, khiến dịch vụ cứu thương liên tục bị rơi vào tình trạng chậm trễ. Và để tránh tình trạng này, Bộ Y tế Victoria đã khuyên cư dân nếu cảm thấy không khỏe thì nên liên lạc với dịch vụ y tá qua số 1300606024 hoặc đến văn phòng các bác sĩ gia đình GP. Tuyệt đối tránh đến các khu cấp cứu tại các bệnh viện vì đôi khi bệnh nhân sẽ phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ mới được thăm khám. Trong khi đó, thì quyền thủ hiến bà Jacinta Allen đã thúc giục cư dân Victoria nên đi chủng ngừa mũi tăng cường booster càng sớm càng tốt. Nhắc lại là hôm qua, 54 trung tâm thử nghiệm tư nhân tại Victoria đã đóng cửa để giải quyết những ứ động từ nhiều tuần lễ qua. Tuy nhiên, Bộ Y tế xác nhận là khoảng 20 trung tâm thử nghiệm do chính phủ điều hành vẫn đang hoạt động. Bởi lý do ấy mà cư dân Victoria được kêu gọi là nên kiên nhẫn trong tình trạng khó khăn hiện nay. Trường nhiệm đối phó dịch bệnh COVID-19, ông Julian Weimar nói rằng, công chúng Victoria cần hiểu rằng biến chủng Omicron hiện nay đang càn quét xuyên tiểu bang, một diễn tiến chưa từng có tại Victoria trong vòng 2 năm qua. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Queensland khó khăn về thử nghiệm PCR tiếp tục. Tiểu bang tiếp tục lập kỷ lục mới với 6.871 ca nhiễm ngày hôm qua, tức là đã gia tăng thêm 1.172 ca so với 5.699 ca nhiễm ngày hôm qua. Ngoài ra, Queensland cũng đang có 10 bệnh nhân đang được chữa trị tại ICU, trong tổng số gần 200 người đang nằm bệnh viện. Cũng như tại New South Wales và Victoria, cư dân Queensland cũng đã phải xếp hàng và chờ đợi cả ngày để được thử nghiệm PCR. Thế nhưng, vì tình trạng quá tải hiện nay, nên một vài trung tâm thử nghiệm tại Queensland đã phát bộ thử nghiệm nhanh RAT cho cư dân để có thể tự thử nghiệm tại nhà. Đây không phải là phương thức bình thường, vì thử nghiệm PCR thường được thực hiện tại các trung tâm. Việc đóng cửa các trung tâm thử nghiệm là do quyết định của các chủ doanh nghiệp và chính phủ không có quyền can thiệp. Bộ trưởng Y tế Yves Dath nói rằng, hôm qua đã có 17 trung tâm thử nghiệm của tư nhân đã đóng cửa và việc này đã tạo thêm áp lực cho khoảng 20 trung tâm do chính phủ điều hành. Trong khi đó, thì y sĩ trường John Gerard thì nói rằng những ai cần phải thử nghiệm nhưng không thể có được bộ thử nghiệm nhanh RAT và cũng không thể thử nghiệm tại các trung tâm thì nên về nhà và sống cách ly với giả thuyết coi như mình đang bị dương tính. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Nam Úc, số ca nhiễm mỗi ngày liên tục đạt kỷ lục mới. Ngày hôm qua, Nam Úc đã có 3.246 ca nhiễm, 102 người nằm bệnh viện, trong số này có 12 người tại ICU và một người đang sử dụng máy trợ thở. Cũng như tại các tiểu bang khác, việc thử nghiệm tại Nam Úc cũng đang gặp nhiều khó khăn và một số trung tâm thử nghiệm tư nhân đã đóng cửa, tạo thêm nhiều áp lực cho các trung tâm của chính phủ. Nam Úc loan báo là hàng triệu bộ thử nghiệm nhanh RAT đang trên đường đến Nam Úc và sẽ được Bộ Y tế phân phối. Thủ hiến Stephen Marshall xác nhận là đa số bệnh nhân đang nằm bệnh viện là chưa chủng ngừa hoặc chưa chích mũi thứ nhì. Có vẻ phần nào lạc quan, thủ hiến Marshall cũng dự phóng là mức độ lây lan sẽ lên đến đỉnh điểm vào cuối tháng này. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Tasmania, nhân số dương tính tiếp tục gia tăng. Tiểu bang nhỏ nhất Tasmania cũng tiếp tục sô ngã kỷ lục của chính mình khi mà hôm nay Tasmania đã có 867 ca dương tính, gia tăng gần 20% so với 702 ca của ngày hôm qua, Số ca nhiễm mới ngày hôm nay được phát hiện sau khi đã có 2.412 người thử nghiệm, tương đương với 35% dân số Tasmania bị nhiễm dương tính, một tỷ lệ cực kỳ cao. Tuy nhiên, điểm tích cực là số bệnh nhân nằm bệnh viện thì lại rất thấp, chỉ có 5 người và không có ai cần phải chữa trị tại ICU. Cũng giống như tình trạng quá tải thử nghiệm tại các tiểu bang khác, Việc thử nghiệm PCR tại Tasmania cũng trở nên vô cùng khó khăn, và vào sáng sớm hôm nay, trung tâm thử nghiệm Kingston đã phải đóng cửa vì không còn khả năng thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới ngày hôm nay cũng không làm ngạc nhiên các chuyên gia y tế, vì ngay cả Bộ trưởng Y tế Jeremy Rockliffe cũng đã dự phóng là trong vài ngày tới, số người nhiễm bệnh tại Tasmania sẽ lên mức 2.000 người mỗi ngày. Theo lời của Bộ trưởng Jeremy Rockliffe, thì các viên chức y tế đang có nỗ lực phi thường, đặc biệt là trong những ngày lễ Giáng sinh và năm mới vừa qua, khi mà số ca dương tính và số trường hợp tiếp xúc gần đã liên tục gia tăng. Trong khi đó, thì đảng lao động ở thế đối lập vẫn chỉ trích chính phủ Peter Gatwin là đã thiếu sự chuẩn bị trước khi mở cửa biên giới vào ngày 15 tháng 12 vừa qua. Tình hình đại dịch tại lãnh thổ thủ đô ACT và lãnh thổ Bắc Úc Hôm qua, Bắc Úc đã có 75 ca nhiễm mới và đồng thời Bắc Úc cũng đã hủy bỏ yêu cầu xét nghiệm du lịch đối với tất cả du khách đến từ các tiểu bang và lãnh thổ khác. Trong khi đó, thì Thủ hiến Michael Gunner nói rằng Bắc Úc đang theo dõi tình trạng khan hiếm bộ thử nghiệm RAT tại các tiểu bang khác. Hiện nay, du khách đến lãnh thổ Bắc Úc cần phải thử nghiệm nhanh trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau khi đến Bắc Úc. Y sĩ trưởng tại Bắc Úc, bác sĩ Hugh Hickey cũng đã nhìn nhận rằng, bộ thử nghiệm nhanh RAT đang trở thành sự lựa chọn duy nhất trong vấn đề thử nghiệm tại Úc. Còn tại lãnh thổ thủ đô ACT ngày hôm nay, số ca nhiễm đã có sự giảm hạ nhẹ, tức là từ 926 ca nhiễm hôm qua. Hôm nay con số tương đương là 810 người. Trong khi thông tin tích cực nhất tại ACT là gần 99% cư dân trên 12 tuổi đã chủng ngừa hai lần mặc dù số ca nhiễm liên tục gia tăng mỗi ngày, thế nhưng bộ trưởng y tế Rachel Stephen Smith khẳng định rằng hệ thống bệnh viện tại Canberra đã sẵn sàng để đối phó với tình huống xấu nhất. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Tây Úc thêm một ca nhiễm cộng đồng mới. Trong khi Tây Úc sẵn sàng tuyên bố không có ca nhiễm thì vào giờ chót tức là chiều tối hôm qua, một ca nhiễm cộng đồng đã được phát hiện. Ca nhiễm này đã sinh hoạt trong cộng đồng nhiều ngày và đây là một nhân viên của một cơ sở bán rượu Ca nhiễm này có liên hệ đến ổ dịch gây ra bởi du khách ba lô người Pháp đã đến Perth vào ngày 19 tháng 12 vừa qua. Và kể từ thời điểm đó đến nay, hầu như ngày nào Tây Úc cũng có một hoặc hai ca nhiễm liên quan đến ca dương tính này. Những khách hàng lui tới quán rượu này từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 12 đều đã được yêu cầu đi thử nghiệm. Hiện nay, quán rượu này đã đóng cửa. Cuối cùng là tình hình đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Số ca nhiễm toàn quốc giảm hạ nhưng số ca nhiễm tại Hà Nội lại gia tăng. Ngày hôm qua, ngày 4 tháng 1, Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã ghi nhận 14.829 ca nhiễm mới tại 60 tỉnh thành, tức là đã giảm được 1.087 ca so với số ca nhiễm của một ngày trước đó. Tuy nhiên, sự giảm hạ này đã không xảy ra tại Hà Nội, mà ngược lại số ca nhiễm tại Hà Nội vẫn tiếp tục gia tăng và Hà Nội vẫn đứng đầu về số ca nhiễm tại Việt Nam. Cụ thể thì hôm qua, Hà Nội đã có 2.499 ca nhiễm, thứ nhì là Tây Ninh với 916 ca, Khánh Hòa đứng thứ ba với 797 ca, trong khi Sài Gòn có 664 ca nhiễm và đứng hàng thứ tư. Kế đến là Bình Định với 608 ca nhiễm, theo sát là Hải Phòng với 602 ca nhiễm và Bình Phước đã có 593 ca. Và đó là danh sách 7 tỉnh thành có số ca nhiễm cao nhất Việt Nam. Như vậy, kể từ đầu dịch cho đến nay, Việt Nam có hơn 1 triệu 800 ngàn ca nhiễm, đứng đầu về tổng số ca nhiễm vẫn là Sài Gòn với hơn 505 ngàn ca. Kế đến là Bình Dương với 290.000 ca, Đồng Nai đứng thứ ba với 98.183 ca. Thứ tư là Tây Ninh với 78.837 ca và hôm nay Hà Nội vượt lên đứng hàng thứ năm với 54.230 ca nhiễm mà đa số đã xảy ra từ tháng 11 cho đến nay. Về số bệnh nhân tử vong, hôm qua Việt Nam đã có 224 người và hôm qua cũng là lần đầu tiên mà Sài Gòn và Đồng Nai đã có cùng số ca tử vong, tức là 26 trường hợp tại mỗi nơi. Trong khi An Giang đã có 18 ca, Đồng Tháp và Vĩnh Long mỗi nơi có 15 ca, Cần Thơ, Hà Nội, Sóc Trăng và Tây Ninh tiền Giang mỗi nơi có 10 ca tử vong. Nhiều tỉnh thành còn lại đã có từ 1 đến 9 ca tử vong. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.